Chào các bạn, mình là kỹ sư Hẻm. Năm mới Tết đến, hẳn các bạn đã có những ngày Tết thật là vui vẻ bên gia đình đúng không nào? Bây giờ mình đã qua những ngày nghỉ rồi, bây giờ mình quay lại cái cuộc sống thường nhật của mình. Thì khi mà mình quay lại cuộc sống thường nhật, mình kiểm tra trên YouTube hay là những cái Facebook của mình, có rất là nhiều anh em coi cái kênh của mình, ủng hộ của mình và đặt ra rất là nhiều câu hỏi là như thế này, như thế này, như thế này. Thì mình không thể nào mình trả lời từng người một được, cái chuyện đó rất là khó khăn. Vì thế, nếu anh em nào mà có muốn đặt câu hỏi riêng thì vui lòng hãy vào cái group kín của mình. Vì sao cái group này nó kín? Tại vì mình không muốn cho những cái người mà ta không cần thiết, người ta liên quan, người ta vào cái group nó sẽ gây ra loạn. Nên mình cần những người nào mà thích chơi xe vào cái group của mình để mình có thể trả lời từng câu hỏi, hoặc là những cái anh em khác có kinh nghiệm ở trong group sẽ hỗ trợ mình và trả lời giúp cho các bạn. Thì những cái topic trong đó nó sẽ không bị trôi đi ngoài giống như những cái Facebook của mình. Vì thế, ai có câu hỏi hãy vào Facebook của mình. Facebook của mình nó tên là Motul Power Sport. Đấy, các bạn cứ nhấn gia nhập, mình sẽ accept cho các bạn vào. Thì với cái group này, thì hiện giờ đầu năm là ngày hôm nay này, là ngày mùng 7 Tết, mình sẽ có cái mini game gọi là tặng nhớ thôi, chả có làm gì hết, mình thích tặng là mình tặng thôi. Tại vì thế anh em ủng hộ mình tặng. Thì phần quà sẽ là 5 chai nhớt dành cho 5 người thắng cuộc. Thì cái thể lệ chơi nó ra sao dễ lắm. Thì chủ nhật này, ngày 25 tháng 2, thì các bạn coi cái sổ số kiến thiết của Đà Lạt. Thì hai cái con số mà trúng giải 100 ngàn á, cái giải mà trúng 100 ngàn thì mình sẽ dựa trên hai con số đó. Thì việc bạn làm là gì? Bạn vào group, bạn post một cái con số, hai con số lucky của bạn, chẳng hạn như con số may mắn 27, 19 hay gì đó. Ngoài ra bạn đính kèm thêm một tấm hình selfie của chính mình, hoặc là chụp chung với xe, hoặc là hình xe của bạn cũng được. Để làm gì? Để lỡ như có một chục người đều chọn một con số giống như bạn, thì cái bức hình đó nó sẽ quyết định bạn có là người thắng cuộc hay không, bằng cái số like. Hình của bạn đẹp, hình của bạn ngầu, mọi người anh em trong group người ta like cho bạn nhiều, thì dĩ nhiên bạn sẽ là người thắng giải. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi, không có cần phải làm bất cứ gì hết, chỉ đơn giản comment hai con số, đưa cái hình bạn vô cho anh em xem. Chẳng cần phải share đi đâu, chẳng cần phải bắt mọi người làm thế này thế kia, như vậy thôi. Nói chung là chủ yếu là mình muốn mọi người vào trong group, có câu hỏi thì đặt vào trong group để mình trả lời trong đó. Chứ nếu mà inbox tin nhắn hay gì của mình á, mình rất là khó kiểm soát, tại vì tin nhắn của mình mỗi một ngày có hàng trăm tin nhắn của các anh em gửi đến họ, và mình không có thời gian để mình trả lời hết tất cả những cái câu hỏi đó. Mà trong group của mình thì có rất nhiều câu hỏi đã đặt được rồi, mình chỉ cần việc lướt lại và mình xem thôi là đã biết được cái kết quả. Đấy, chỉ như vậy thôi. Mong mọi người sẽ ủng hộ và chơi hết mình nhé. Cái ngày mà 25 đó là ngày mùng 10 Tết, và lúc 4 giờ chiều sổ số chỉ cần hai con số của giải 100 ngàn và tấm hình của bạn là biết ngay bạn có trúng được chai Motul 300V này không nhé. Chai Motul 300V này chỉ giá hiện giờ ở ngoài nó bán tới 450 chai lận. Mình còn đúng 5 chai cuối cùng, năm mới Tết đó tặng cho hết nhé.